Bố ơi, đọc sách. Quyển sách bố đọc hôm nay có tựa đề Ariel và viên ngọc xanh biển. Hôm nay là một buổi sáng rực rỡ, một ngày tuyệt vời để đi dạo trên bãi biển. Ariel thầm nghĩ, rồi cô ấy bắt đầu bước đi một cách vui vẻ. Không lâu sau, hải âu Scusto đã đến tham gia cùng với cô ấy. Khi hai người bạn đã đi khá xa xuống bãi biển, bàn chân của Ariel đạp lên một vật gì đó hơi cứng ở trên bãi cát. Ôi, ngón chân của mình! Cô la lên. Ariel thì vẫn chưa hoàn toàn quen với cảm giác có đôi chân như con người. Rồi cô nhìn xuống và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có một vật gì đó lấp lánh ở trong cát. Ariel bới cát ra, phủi lớp rong biển phủ bên ngoài đi, rồi đặt món đồ sáng bóng một cách chậm rãi vào trong bàn tay của mình. Cô đang làm gì vậy công chúa? Scooter hỏi. Nhìn nó giống như là một cái gì đó ngọt ngọt mà con người hay ăn. Ngon quá, tôi có thể thử một miếng được chứ? Sau đó, Scooter lè lưỡi ra và liếm. Scooter hét lên, Ariel cười. Tôi nghĩ thứ mà cậu muốn nói là kẹo. Công chúa nói với bạn mình. Nhưng không phải kẹo đâu. Tôi nghĩ đó là một viên ngọc. Ariel nói. Viên ngọc này đến từ đâu nhỉ? Ariel tự hỏi. Cô ấy chưa thấy vật gì tương tự như vậy bên trong vương quốc của mình. Hay là nó đến từ đại dương? Nếu là vậy, cô ấy biết ai có thể trả lời. Scusto, hãy đi tìm Sebastian, hỏi anh ấy để tìm cha của tôi ngay đi. Không lâu sau, cha của Ariel, vua Tristan, trồi lên từ các ngọn sóng. Ariel, con của ta. Đức vua nhẹ nhàng. Sebastian nói con cần ta. Dạ, đúng rồi, thưa cha. Ariel nói. Cha ơi! Cha có thấy không? Con thấy có một viên ngọc thật đẹp này ở trên bãi biển. Cha có biết nó đến từ đâu không? Vua Triton nhìn con mình với một khuôn mặt buồn bã. Thật sự cha có biết nó. Vua Triton nói. Cha sẽ cho con thấy, nhưng để làm được điều đó, trước tiên, còn phải trở lại là một nàng tiên cá cái đã. Rồi trong một tia chớp từ cây đinh ba vĩ đại của mình, vua Triton đã biến Ariel trở lại thành nàng tiên cá. Cầm viên ngọc xanh biển trong tay của mình, Ariel lặn xuống biển. Cô gần như đã quên cảm giác tuyệt vời như thế nào để bơi một cách tự do ở dưới nước. Khi mà cô và vua Triton đã tới Atlantica, cô cảm thấy rất thoải mái, cảm giác như là cô chưa bao giờ rời bỏ đại dương vậy. Cha ơi! Ariel la lên một cách hào hứng. Viên ngọc này là từ Atlantica! Tuy nhiên, sự háo hức của Ariel giảm dần đi khi đức vua dẫn cô đến ngai vàng. Hình như có một cơn bão đã đi qua đây. Cô nói với sự kinh ngạc. Và kho báu Atlantica, nó đã bị biến mất. Đáng tiếc. Vua Triton nói. Con nói đúng. Chiếc rương này đã giữ kho báu của triều đình an toàn trong một thời gian dài.
Rồi một con sóng khổng lồ tới và nó cuốn đi tất cả. Viên ngọc xanh biển, đó chỉ là một trong những viên ngọc đã bị mất. Đừng lo lắng cha à. Adio nói. Con sẽ giúp cha tìm hết các viên ngọc còn lại. Con bây giờ cũng là một thợ săn kho báu khá giỏi mà. Đầu tiên, Adio và bạn của mình quyết định tìm kiếm trong chiếc tàu đắm cũ. Một nơi mà cô ấy biết rõ như những chiếc vây của chính mình vậy. Adio bơi vòng quanh chiếc tàu lớn nhiều lần. Cuối cùng tìm được gần 12 viên ngọc đã bị mất. Rồi họ tới rặng san hô. Một nơi mà nhiều khả năng là các viên ngọc có thể bị rơi trong các vết nứt sâu hoặc bị lẫn trong những cây san hô có màu sắc sặc sỡ và sáng chói. Nhưng với sự trợ giúp của Father và một vài người bạn cũ thân yêu khác, rất nhiều viên ngọc đã được tìm thấy. Đến lúc thủy triều lên, rương kho báu của Atlantica đã đầy trở lại. Ariel, thay mặt cho Atlantica, ta cảm ơn con. Con thấy vui vì các viên ngọc đã trở lại nơi mà nó thuộc về ạ. Công chúa đáp. Vua Triton suy nghĩ một lúc. Thật ra thì... Ông nói. Cha không chắc là tất cả viên ngọc đã ở đúng nơi nó thuộc về. Đức vua nói rồi với tay vào trong chiếc rương, rồi lấy ra viên ngọc xanh biển đầu tiên. Và cho đến bây giờ, đó vẫn là viên đẹp nhất. Đó cũng chính là viên ngọc mà Ariel đã tìm thấy. Rồi vua Triton hôn lên trán của Ariel trước khi nhẹ nhàng đeo viên ngọc lên cổ của cô. Rồi cũng đến lúc Ariel phải bơi về lại lâu đài của mình và trở lại thành một con người. Đêm hôm đó, Ariel kể cho hoàng tử Eric tất tần tật về cuộc phiêu lưu của mình. Vừa kể, cô vừa chạm tay vào viên ngọc xanh biển của mình. Mặc dù Ariel biết rằng cha cô sẽ không bao giờ rời xa cô, và cô cảm thấy rất vui khi luôn có một phần của Atlantica trên cơ thể mình mãi mãi. Đọc sách.